với chủ đề Xa và Gần. Chương trình Duyên dáng Việt Nam đã được khán giả Australia đón nhận nồng nhiệt. Bởi lẽ, các nhà tổ chức, đạo diễn đã rất kỳ công trong dàn dựng, xây dựng chương trình, chăm chút từng tiết mục cho đến tổng thể và chủ đề sân khấu. Chương trình đã gây ấn tượng mạnh mẽ với cả người nước ngoài có mặt. Sự đồng cảm trong nghệ thuật làm xóa nhòa biên giới, màu da, người xem, dù ở đâu cũng sẽ thấy gần nhau hơn, đồng cảm, sẻ chia, nỗi niềm cảm thụ nhiều hơn. Nghệ thuật với sứ mệnh tối cao là biến xa thành gần. Trong khi đó, một số người Việt lưu vong lại mượn cớ kéo đến nhà hát biểu tình, gây rối để chống lại nghệ thuật trong nước, với cái cớ là chống tuyên truyền văn hóa vận của Cộng sản. Nhưng lẽ phải bao giờ cũng thắng, và chính họ đã tự làm lạc lõng giữa khối đoàn kết dân tộc. Chợt nhớ đến chuyện đã xưa, mẹ Âu Cơ đã đẻ trăm trứng trong cùng một bọc. Dù lớn lên, kẻ lên rừng, người xuống biển, họ vẫn thương yêu nhau, là anh em một nhà. Mẹ Âu Cơ có buồn chăng? Bài báo của Vi Khang từ Canberra đã thốt lên nỗi niềm như thế. Tôi hít căng lồng ngực từng lời ca tiếng đàn, nghe những cảm xúc mãnh liệt lan tỏa trong từng thớ thịt. Tôi tự hào muốn nói to với cô người Hoa, anh chàng người Úc bên cạnh tôi rằng họ đang may mắn thưởng thức một mâm cỗ thịnh soạn, một bức tranh đầy màu sắc của văn hóa Việt Nam. Rằng trên sân khấu văn hóa kia là một phần tâm hồn Việt Nam, quê hương tôi đó. Một Việt Nam hiền hòa, giàu văn hóa, giàu truyền thống, nhưng cũng hiện đại và mong muốn hòa mình ra thế giới. Từ trái tim mình, tôi muốn nói lời cảm ơn các bạn Việt Nam. Cảm ơn báo Thanh Niên đã làm hết sức mình để Duyên dáng Việt Nam với chủ đề Xa và Gần có mặt tại đây. Đây là cơ hội để chúng ta tiếp tục củng cố mối quan hệ Úc-Việt ngày càng phát triển. Tôi mong rằng trong tương lai gần nhất sẽ có thêm nhiều chương trình như thế này. Thưa quý vị khách mời, thưa bà con, cô bác, anh chị em và toàn thể đồng bào hải ngoại có mặt tại đây. Thật là một niềm hạnh phúc lớn lao cho chúng tôi, những người tổ chức và thực hiện chương trình Duyên dáng Việt Nam tại Úc Châu lần này. Hàng trăm ca sĩ, người mẫu, nghệ sĩ, đạo diễn, kỹ thuật âm thanh, ánh sáng có mặt tại tòa thị chính Sydney đêm nay để cống hiến cho bà con một món quà tinh thần, một chương trình ca nhạc thời trang đặc biệt Duyên dáng Việt Nam vốn đã được đồng bào hải ngoại yêu thích và mến mộ. Và nhiều bà con kiều bào hải ngoại cũng muốn chương trình này trực tiếp đến cho bà con người Việt ở khắp nơi trên thế giới. Nhiều cơ quan thông tấn lớn ở nước ngoài cũng xem đây là một chương trình có một tầm vóc có thể đại diện cho Việt Nam và nghệ thuật truyền thống và cả hiện đại để giới thiệu với khách quốc tế. Hãy kính thưa quý vị và các bạn, ca khúc mở đầu như thay lời muốn nói của chúng tôi đối với quý vị trong chương trình đêm nay.
bộ đội lâu rồi. Nàng có đôi người nghèo, có em thơ sẽ lớn.